chuẩn bị xuất phát. Điều khiển được, nó chạy tùm lum hết à. Hôm nay là làm như lễ hội đông quá, không quản không. Cảnh cầu đi qua đây lại rồi nè, nghe không? Ừ. Nó đi dọc theo cái này nè, cái nó
lò cái vách núi đá ra đó chụp hình đẹp lắm, nhưng mà giờ nó để cỏ mọc um tùm. Ôi đứa bò kìa, bò nó chạy mấy nước thôi, văng tung tán luôn, bò nó chạy văng nước văng sình rồi. Quá trời đã luôn. Đây đây. Vô. Lễ hội đua bò huyện Chi Tôn, An Giang kính chào quý khách. Vô khán đài luôn ha. Đây là có biểu tượng cái ông đua bò nè, biểu tượng ông đua bò các bạn. Chú đua bò. Ngay cổng là cảnh tượng có cái ông đua bò các bạn. Xem lễ hội khá đông.
đua chưa, đua chưa? Ý, có chạy rồi, có chạy rồi. Mấy mấy đợt rồi. Đó thì đua bờ nó chạy một vòng vậy các bạn. Đó. Rồi một vòng đây, vòng qua bên kia. Rồi một vòng đua. Thì vòng chung kết này nó sẽ đua nhiều vòng. Đoạn này là vòng kiểu vòng lợi, vòng bảng á các bạn. Thì trước mặt mình là núi Cô Tô á, có đầu đá độn voi các bạn. Thì hôm nay là 18 tháng 9 năm 2022 các bạn, lễ hội đua bò ở Chi Tôn, An Giang. Mình nãy đưa mấy cặp em? Dạ 4 cặp hả? Tổng cộng là mấy mấy cặp? Tổng ba mấy lần hả? Em ở đâu tới xem hả? Em ở đâu tới xem? Ở Chi Tôn luôn ha. Rồi này là vòng chung kết hay là còn đua nữa? Sao nghe nói 25 còn đua nữa mà? Không biết. Không biết. Anh nghe thấy đưa thông báo nó đưa bò đi coi không? Không biết cái vòng chung kết. Nào coi được mấy lần rồi? Dạ. Nói chung ra ở Bình Dương về coi mai được 2-3 lần. À, ủa ở Bình Dương về hả? Dạ. Lúc trước là ở Bình Dương hả? Dạ. Chú ở gần Bình Dương nè, ở quận 12 á, ngã tư ga, biết không? Dạ biết. Con đi ngang đó thường thường. Đi Bình Dương phải đi ngang đó phải không? Dạ. Chú nhà ở quận 12. Nay là đi xem đua bò đây nè, cho ngồi cá luôn. Chạy ở đây là chỉ là cái vòng thả thôi. Qua bển mới vòng nút mình đó đó. À. Qua tới bên đó là vòng nút á. Nút bển. Bên đây chỉ thả là gai thôi. Ừ, hai bé này đi xem đua bò vui quá nè, đẹp không? Chào cái, chào cái, chào ông quá. Chào đi, chào đi cho tao chào. Đó, chào. Ông Nguyễn Phiên. Chào ông đi. Chào ông. Ở đây. Ủa em ơi, đi làm ở Bình Dương không chưa? Dạ, làm ở Bình Dương. Ở luôn hả? Cắt nhà được chưa? Dạ. Cắt nhà mới chưa? Dạ, đang cắt. À, biết ngay mà chú đón thấy lắm. Là Bình Dương thời gian là kiếm mới vốn về cắt nhà quê sinh sống cho nó khỏe không? Dạ. Chung làm chẳng có tiền nhưng mà bon chen cũng cực lắm. Không mà, ở trên đó mà hai vợ chồng mà chịu làm tháng. Nè nhóc. Ừ. Bây giờ chạy không kịp.